Bi ơi, Bi, Bi ơi, Bi, Bi ơi, Bi ơi, sao vậy? Mệt à? Nhiệt độ thì bố được kiểm tra thì vẫn 38 độ, nhiệt độ thì bình thường. Tuy nhiên thì Bi hiểu cảm thấy nó lạnh hơn, nó người đôi lúc giật mình. Bố phải đưa Bi đến bệnh viện thú y mà thường ngày Bi hay khám ấy. Mặc dù bây giờ là đã 22 giờ 20 rồi. Đấy, nhưng mà bố vẫn cố gắng năn nỉ bác sĩ là tạo điều kiện cho BB đến đấy để được chụp xem thử là nguyên nhân tại sao, tại vì nó cũng rất lo lắng, phải cả đêm để BB như thế thì lo lắng, sợ BB có vấn đề gì xảy ra ấy, thì nói chung rất là lo lắng. Thì hiện tại là bố với BB đang trên đường tới bệnh viện khám từng ngày đấy. Người thấy đây BB trong sắc thái rất là buồn, rất là mệt mỏi. Cầu mong cho BB không bị làm sao. Tại BB thở đang là dốc, rất là dốc, thở rất nhiều. Bố đã nhờ bác sĩ là giúp đỡ. Cơ sở thì giờ mày có cả em này. Nó lại mệt đấy. Nó hôm qua khỏe đấy nhá, tự nhiên hôm nay chiều chiều lại bắt đầu lại thấy người hơi mệt mệt. Tối nay thấy lịm đi. Nó không ấy, không làm gì cả. Người thì hơi nóng nóng, cũng không nóng lắm. Anh đo có bị sốt không anh? 38 độ ấy bình thường, 38-39 độ là bình thường. Nhưng mà không biết nguyên nhân tại sao anh đang đi là nó có bị đường ruột mấy lần nhé. Bạn anh nuôi lâu chưa anh? Kiểm tra cái phổi của anh thấy thở rất dốc. Bạn anh nuôi lâu chưa anh? Bạn ấy được 17 tháng rồi. 17 tháng, wow, thế có khá là lâu rồi. Anh đi mới nuôi được hơn 17 tháng. Phải cởi áo ra nhỉ? Vâng. Cái áo này để chụp cái phổi.
chụp cái phổi với chụp cái bụng không biết được. Cái quần thì chắc thôi nhỉ? Không cần quần là kệ. Đây chung bằng cái áo chỉ là trong tí nữa anh mặc. Được rồi. Chủ nghĩa. Được rồi, chủ nghĩa. Đừng ruột thì ăn vẫn tốt, đi vẫn tốt. Đừng ruột thì thấy có vẻ ớn gì đấy. Trưa nay là ăn hoa quả thôi, ăn thanh long, rồi cherry, rồi nho, ít chuối, rồi ăn mì cơm. Rồi ăn... này nó có những cái này nó bắt hình như này thì nó sẽ là vật cứng, có thể là hạt quả gì. Hạt quả gì ạ? À? Có hạt nho hay hạt gì? Nho thì anh ăn nho không hạt. À, không biết đây, nếu mà bình thường thì chó mà bọn nó hay ăn xương thì chúng nó sẽ có phần như này. À có cái hạt hạnh nhân. Hạnh nhân thì nó tiêu được mà. Hạt hạnh nhân là nó tốt cho sức khỏe. Bổ sung thêm cái những trên phim này thì không thấy có thất thường đâu, để tiêu ngoài. Phổi thôi. Phổi đấy em. Có hiện tượng viêm gì? Tại sao nó mệt lừ thế nhỉ? Xương rồi không vấn đề gì nữa. Xương này chảy. Cái cổ mình người kiểm tra được không? Cổ. Cái chụp X-quang này thì nó sẽ phát hiện được các cái bất thường như ví dụ như là viêm phổi này, hoặc là hệ tiêu hóa có vấn đề, hoặc là xương có hiện tượng rạn xương hay gãy xương hay gì, hoặc là hóc dị vật thì có thể kiểm tra được.
còn nếu bạn này nó mắc cái bệnh lý khác thì chúng mình quan hệ giờ có chích nhầm máu được giống được trước em ấy, nó nằm đi đi giống như cái lần trước mà anh đến đây điều trị ấy. Bên này em xem cái video, mà hồi nãy anh vừa mới tự quay ấy. Nó trông nó nằm đi đi lắc bên này lắc bên kia, nó cũng không hề biết gì đó, đi chăng như nọ. Giống cái hôm mà anh đưa lên đây điều trị sau chuyển đến cơ sở ở trên kia mà có giường bệnh này. Đây này. Đấy, nằm đi bì đấy nhá. Anh lắc mỏm bia dậy rồi mống dậy. Đi chăng nọ, nói chung là giống. Thì anh mới lo quá thì anh mới gọi cho anh kia mà bảo là cho đến nhờ chụp cho tái cho yên tâm nhá. Xét nghiệm về sinh lý xem vấn đề gì không? Xét nghiệm phân đi. Xét nghiệm sinh lý, xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu. Xem nó có bị lây nhiễm là vấn đề gì không? Cho ăn là bạn ăn bình thường. Ăn kể cả giờ cho trái cây mà nó ăn. Nhưng mà người nó giống trang hôm nọ. Cả hôm nọ ở bệnh viện đấy nó cho đồ mà nó ăn, nhưng mà khi về thì nó làm đưa người như thế. Trước ra mình chạy nhảy. Không, mong được con chạy nhảy. Cho đi bài xương, không vấn đề gì. Anh cho uống nước điện giải bổ sung nhé. Được rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mượn anh nhá. Mượn nhá. Mệt quá mà không còn. Chúng em chưa gửi luôn à? Không, em vì bây giờ em còn chưa ăn cơm. Ngày về đâu khác mà chưa ăn cơm tối nữa. À, ngày chưa ăn tối nữa. Bị tầm 7-8 giờ ăn nhưng mà ngày đầu khác. Thế mày vừa anh gọi là tối nay có ai chưa cơm anh thể thấy cái gọi là tối thì khó không có. Dạ vâng. Thế anh lần sau thấy đi lỉm quá thì anh gọi lại. Anh nhờ tôi nhờ bảo xin giúp đỡ tí. Đêm không cho ngủ. Kết quả xét nghiệm máu thì hiện tại cũng đi nhưng mà đang có cái bạch cầu tăng cao. Bạch cầu tăng cao nó nhiễm trùng không? Không biết là nó có bị viêm nhiễm vùng nào, đang chưa rõ là nó bị viêm nhiễm vùng nào. Sau khi đi thì có hăng một tí nhưng mà không sao, bình thường nó hăng bình thường. Vâng.
thì cả hắn thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nó không gây mệt như này. Thì mình sẽ kiểm tra được thứ nhất là nó có bị tắc hay là không này, có nhiều chứng hơi hay là không. Xem kết quả lần này giống lần trước không? Bạn này thì lần trước cũng bị mạch cầu cũng bị tăng, lần mà lần trước bị tiêu hóa thì mạch cầu nó cũng tăng, sau điều trị thì nó về ngưỡng bình thường. Đây cái kết quả ngày xưa là cũng mạch cầu tăng cao, mạch cầu tăng cao, sau khi điều trị thì nó về ngưỡng bình thường. Lần này cũng mạch cầu tăng cao, cao hơn lần trước. Chưa rõ bạn này bị viêm nhiễm ở đâu mà bây giờ dùng kháng sinh bạn này có, tại vì bạn này tiền sử nó đã bị phản vệ với cái metronidazole này, chưa rõ bạn này nó có bị phản ứng với thuốc nào không. Phản ứng với thuốc đơn đắng ấy, đấy là cái metronidazole của kháng sinh. Lần trước bạn này nó đã bị cái thuốc đấy rồi. Trước đây bạn này đã dùng kháng sinh gì chưa? Chưa. Mấy lần điều trị toàn điều trị ở đây đó. Thuốc này cũng rất quan trọng. Khi nào mình viêm phổi không? Viêm phổi ở nhà có thể ho hay hắt xì gì không? Thở thì dốc này là của bệnh. Thường thì viêm phổi là cái giai đoạn nặng nhất của bệnh hô hấp rồi. Thường thì nếu mà trước khi mà nó đến viêm phổi nó sẽ thường nó sẽ bị viêm hô hấp trên trước. Hoặc là nếu mà viêm phổi nó sẽ kéo theo là ho rồi hắt xì, sốt cao. Còn đã mà là viêm phổi là tình trạng rất là nặng. Những người có một số do cơ địa đó, nó nhiều khi là nó sẽ phản ứng với cái kháng sinh này, nên là nếu mà ở trên người nó có test được nhưng con này không test được. Nằm đờ thế này mệt, rất mệt. Có mệt lắm. Người ta bình thường có chịu nằm yên thế này đâu. Bình thường bay nhảy lắm mà hôm nay sao nằm đì người. Ba lần xét nghiệm, bốn lần xét nghiệm thì đều triệu chứng. Đây lại đường ruột lần trước không ta? Hả? Đây, khi nào lại đường ruột giống lần trước? Đường ruột thì ăn uống đợt này toàn hoa quả, rau với hoa quả thôi, chứ gần như không ăn đủ mặn hay đủ ấy hết. Không ăn hoa quả gì ngoài nhỉ, không ăn cái gì cả. Mới ăn no thì dạ dày to. Thì giờ cho ăn phần ăn. Dạ dày ăn thì ăn phần ăn, nhưng mà ăn cũng không mà không ngon. Bạn này hiện tại trong thực trạng cũng nhiều phân đấy. Ở trong phân nó lại có cái dị vật gì mà xem các quả thì bình thường sẽ không có vi vật này. Có cái hạt hành nhân đấy, hạt hành nhân thì chứ không sao đúng không? Hạt hành nhân thì không sao. Ngồi tiếng này cũng chưa là phù hợp. Chất nghiệm phân được không? Mày gửi mẫu đi. Gửi mẫu. Người này chả đâu nhỉ. Nào cái ly bì đấy.
tối nay là mới thấy mệt này, trưa nay chiều nay mới mệt. 6 giờ tối là hơi ấy rồi, 7 giờ anh gọi cho số hotline bên em đấy. Còn trưa chiều này vẫn mệt. Trưa chiều bình thường cũng hơi chậm thôi, chứ cũng không chưa biểu hiện gì. Đi quá, cái gì đâu, cái gì đâu, nào uống uống, nào, đừng sợ, uống tí thôi, nào, uống, nào, có cái ông hút, hút, à, hút, nào gì đâu, đừng sợ, nào, uống tí thôi, uống tí thôi, nào. Nè, lo lo, lo lo. Đi. Cứ đi. Nha. Hả nha. Chết điện thoại hổ. Sữa, dịnh hổ. Nó. 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 Bi này thích uống sữa không? Không thích uống sữa. Nhưng là phá đi lên hóa sữa mà xong. Cái đấy mùi thơm khi nó thích uống. Uống sữa này không ăn đi. Nhà em có cái men tiêu hóa mùi sữa. À. Em thử pha cái đấy mà. À, cho nhịp men tiêu hóa. Ừ, phun lên men. Chắc chắn là sữa. Gửi gì? Xong mình đẩy ra chứ. Yeah. Okay.
nè, nhanh 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 Bi à. Không chịu nữa rồi, là mệt đó. Đấy, nè mệt thế này mà không chịu uống. Thuộc đấy thì có gì đấy nếu mà không có gì mai anh qua, hy vọng đêm không sao. Em chưa hỏi bên kia anh hả? Em chưa hỏi bác sĩ kia chưa, đang chưa không đi làm được. Anh về nhá. Dạ vâng. Buổi nãy là giờ chắc hơn 11 giờ mình mấy giờ để mình xuống đi một chút. Mọi người có một cái video sớm.